Nam Minh và Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin của Đài Truyền hình Việt Today hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng Giêng năm 2024, nhằm ngày 30 tháng 11 năm Quý Mão. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin điểm qua một số những tin chính như sau. Israel đối diện tội diệt chủng ở Gaza tại Tòa án Quốc tế vì công lý. Bắc Hàn sẽ gửi loại hỏa tuyến mới cho Nga. Ngoài ra còn nhiều tin tức cập nhật khác mời quý vị theo dõi trong bản tin đêm nay. Quý vị cũng có thể xem chương trình phát hình của Đài Truyền hình Việt Today trên khắp thế giới bằng cách download apps Việt Channels trên các thiết bị Android hoặc iOS mà quý vị đang có. Nếu có thắc mắc xin gọi 1877 tổng đài, tức 1877-866-4324 hoặc vào website vietchannels.com. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin quốc tế hôm nay là tin về việc Israel đối diện tội diệt chủng ở Gaza tại Tòa án Quốc tế vì công lý. Israel hôm nay chuẩn bị bào chữa tại Tòa án Thế giới trước cáo buộc diệt chủng ở Gaza khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu lần đầu tiên công khai phản bác lời kêu gọi chiếm giữ Gaza lâu dài từ một số bộ trưởng cánh hữu. Trong khi chiến sự Israel-Hamas tiếp diễn ở Gaza, Tòa án Quốc tế vì công lý, viết tắt là ICJ, sẽ tổ chức 2 ngày nghe lời khai trong vụ kiện được Nam Phi đưa lên tòa hồi tháng 12, cho rằng chiến tranh vi phạm công ước ngăn ngừa và xử phạt tội ác diệt chủng năm 1948. Phát ngôn viên Elon Levy của chính phủ Israel nói rằng, Israel sẽ ra trước ICJ để phản bác lời bôi nhọ vô lý của Nam Phi do Pretoria tạo vỏ bọc chính trị và pháp lý cho Hamas. Buổi nghe lời khai sẽ tập trung vào đề nghị của Nam Phi về một lệnh khẩn cấp buộc Israel phải ngưng hành động quân sự ở Gaza, trong khi tòa án xem xét sự việc, một quy trình có thể kéo dài nhiều năm. Colombia và Brazil vào hôm thứ Tư bày tỏ sự ủng hộ dành cho Nam Phi. Israel mở cuộc tấn công sau khi Hamas tấn công xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10, làm 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 240 người. Kể từ đó, Israel oanh tạc Gaza, buộc gần như toàn bộ 2.300.000 người phải di tản, gây ra thảm họa nhân đạo và làm hơn 23.000 người Palestine thiệt mạng. Hoa Kỳ phản bác cáo buộc diệt chủng từ Nam Phi, trong khi kêu gọi Israel bảo vệ thường dân Palestine. Vào tối thứ Tư, ông Netanyahu phản bác lời kêu gọi từ các thành viên cánh hữu như Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir yêu cầu người Palestine tự nguyện rời khỏi Gaza để mở đường cho người Israel định cư ở đó. Hỏa tiễn Nga bắn trúng khách sạn ở Ukraine làm 11 người bị thương. Hai hỏa tiễn Nga bắn trúng một khách sạn ở thành phố Kharkiv của Ukraine tối thứ Tư làm 11 người bị thương. Hình ảnh đăng tải online cho thấy nhiều cửa sổ bị thổi bay và ban công bị phá hủy với những đống gạch vữa lớn trên con đường phía dưới. Trên Telegram, lãnh đạo khu vực Kharkiv Oleh Sadhubo cho biết, cuộc tấn công xảy ra bằng hỏa tiễn S-300 xảy ra lúc khoảng 10 giờ 30 phút tối theo giờ địa phương ở quận Kiev của thành phố. 9 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế, một người bị thương nặng. Trong số những người bị thương có các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cảnh sát trưởng Volodymyr Tomosko của Kharkiv, một hỏa tiễn rơi xuống bên cạnh khách sạn, ngay hàng rào. Hỏa tiễn kia bắn trúng công trình phụ ở gần đó. Quân nhân không bao giờ ở tại khách sạn này. Bất kỳ ai ở Kharkiv cũng biết điều đó. Các nhà báo thường lưu trú ở đây. Ông Mykhailo Bebekos, một người khách của khách sạn cho biết, ông không nghe thấy báo động không kích trước cuộc tấn công. Ông đang ở trong phòng tắm và may mắn thoát nạn. Trong đoạn video đăng tải trên Telegram, ông Oleksandr Frychakov, trưởng văn phòng công tố Kharkiv nói rằng 23 người khách và 8 nhân viên có mặt tại khách sạn khi hỏa tiễn rơi trúng. Theo thị trưởng Kharkiv, nhiều căn nhà bị hư hỏng cũng như một nhà máy sản xuất và một phòng trưng bày xe. Bắc Hàn sẽ gửi loại hỏa tiễn mới cho Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn cho biết Bắc Hàn chuẩn bị nâng cấp hợp tác quân sự với Nga bằng cách gửi các loại hỏa tiễn dẫn đường chiến thuật mới cho Moscow, trong khi Bình Nhưỡng có thể sớm thử các loại hỏa tiễn để thực hiện tấn công hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Yonhap công bố hôm nay, ông Shin Won-sik nói rằng chế độ của Chủ tịch Kim Jong-un có vẻ chuẩn bị thử khả năng hồi quyển của đầu đạn được thiết kế để hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa phóng sang Hoa Kỳ.
Việc này có nghĩa là phóng hỏa tiễn tầm xa hàng ngàn km. Sự hợp tác như ông Shin đề cập sẽ đánh dấu giai đoạn mới của sự hỗ trợ của ông Kim đối với Tổng thống Nga Putin trong cuộc chiến ở Ukraine, có thể giúp Điện Kremlin tiếp tục oanh tạc nước láng giềng. Khi gửi thêm vũ khí tối tân hơn, ông Kim có lẽ sẽ nhận lại sự trợ giúp quan trọng để giúp nền kinh tế ổn định cũng như công nghệ từ Nga, làm tăng đe dọa an ninh Bắc Hàn gây ra cho Nam Hàn và Nhật Bản. Ông Shin cho biết Bắc Hàn có thể bán hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Bắc Hàn đã phóng thử hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn hồi tháng 4 năm 2022 với tầm hoạt động khoảng 100 cho đến 180 km. Chuyến thăm các nhà máy đạn dược của ông Kim được truyền thông Bắc Hàn loan báo trong tuần này có vẻ liên quan đến việc mua bán vũ khí với Nga. Cách đây hơn một năm, Hoa Kỳ cáo buộc Bắc Hàn cung cấp đạn dược cho Nga, loại có thể sử dụng với khí tài thời Liên Xô mà Nga đưa sang Ukraine. Kể từ đó, sự hợp tác gia tăng để bao gồm cả hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn. Moscow và Bình Nhưỡng phủ nhận những cáo buộc này. Tiếp đến là tin về việc Maldives nâng cấp liên hệ với Trung Cộng trong khi xa rời Ấn Độ. Trung Cộng và Maldives nâng cấp liên hệ hôm thứ Tư trong chuyến công du đầu tiên của tân Tổng thống Mohamed Mujib đến Bắc Kinh, theo sau cuộc vận động tranh cử, trong đó ông gọi Ấn Độ là mối đe dọa cho chủ quyền. Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình gọi ông Mujib là bạn cũ khi Trung Cộng mở đường cho đầu tư vào Maldives thông qua liên hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Ông Tập nói rằng liên hệ của Trung Cộng và Maldives đang đối diện cơ hội lịch sử để tiến đến tương lai. Ông Mujib nhậm chức tháng 11 sau khi đắc cử nhờ cuộc vận động đánh bật Ấn Độ, trong đó ông gọi sự ảnh hưởng lớn của New Delhi là mối đe dọa cho chủ quyền. Chính quyền của ông sau đó yêu cầu hàng chục quân nhân Ấn Độ rời khỏi Maldives, trong khi đề cao cơ hội cho các nhà đầu tư Trung Cộng mặc dù nợ Bắc Kinh rất lớn. Liên hệ giữa Ấn Độ và Trung Cộng lao dốc sau khi quân nhân hai bên xung đột ở phía Tây Himalaya hồi tháng 6 năm 2020, làm 20 quân nhân Ấn Độ và 4 quân nhân Trung Cộng thiệt mạng. Khi nâng cấp liên hệ với Maldives, Trung Cộng mở đường đẩy mạnh đầu tư vào khu vực nơi Ấn Độ chứng kiến Sri Lanka chuyển hướng sang Trung Cộng. Văn phòng Tổng thống cho biết, trong cuộc hội đàm, Tổng thống Mujib bày tỏ sự biết ơn vai trò quan trọng của Trung Cộng trong sự thành công kinh tế và phát triển hạ tầng của Maldives. 20 thỏa thuận quan trọng giữa hai nước đã được ký kết. Theo dữ liệu Ngân hàng Thế giới, Maldives nợ Trung Cộng 1,37 tỷ Mỹ Kim, chiếm khoảng 20% nợ công của đất nước. 15 người thiệt mạng trong cuộc cướp phá và đốt phá lan rộng ở Papua New Guinea. Đài ABC của Úc hôm nay cho biết, có 15 người đã thiệt mạng trong cuộc cướp phá và đốt phá lan rộng ở Papua New Guinea, trong khi Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, theo sau một ngày biểu tình biến thành bạo loạn. 8 người chết trong cuộc bạo động ở thủ đô Port Moresby, trong khi 7 người tử vong ở Lae, ở miền Bắc của đất nước. Cuộc biểu tình của cảnh sát và khu vực công vào hôm thứ Tư vì cắt giảm lương đã biến thành bạo loạn. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng ngàn người trên đường phố Port Moresby, nhiều người cầm hàng hóa cướp được trong khi khói đen cuồn cuộn bốc lên. Trong cuộc họp báo hôm nay, Thủ tướng James Marape cho biết căng thẳng ở thủ đô đã giảm xuống, cảnh sát được điều động thêm để duy trì trật tự. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Port Moresby, cảnh sát đã trở lại làm việc nhưng căng thẳng vẫn còn cao. Đại sứ quán nhận được thông tin về bạo lực ở nhiều khu vực khác của đất nước. Đại sứ quán Trung Cộng cho biết nhiều người Hoa bị thương nhẹ, các cửa hàng của người Hoa bị đập phá và cướp phá. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói rằng cao ủy Úc đang theo dõi tình hình. Canberra chưa nhận được đề nghị hỗ trợ từ Papua New Guinea. Cảnh sát ở Papua New Guinea vất vả đối phó với tội phạm bạo lực tăng cao trong năm qua. Ông Marep đã nhấn mạnh đến tăng cường an ninh sẽ giúp thu hút đầu tư ngoại quốc vào tài nguyên vàng và đồng của đất nước. Tiếp theo là tin về việc đặc sứ ASEAN gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện. Lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện Min Aung Hlaing gặp đặc sứ từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, khi Lào giữ chức chủ tịch khối. Ông Min Aung Hlaing gặp đặc sứ Ablokhel Nikikum giữa sự bất bình vì thiếu cam kết từ các vị tướng để thúc đẩy hòa bình theo kế hoạch đã đồng ý giữa các thành viên ASEAN vào năm 2021. Miến Điện rơi vào hỗn loạn kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021. ASEAN liên tục kêu gọi chính quyền quân phiệt ngừng giao tranh và thực hiện đồng thuận 5 điểm.
chính quyền quân sự không đồng ý đối thoại với chính quyền thống nhất quốc gia, viết tắt là NUG. Chính quyền dân sự ngầm phản đối sự cai trị của quân đội và các phong trào ủng hộ dân chủ, một phần chính của thỏa thuận, gọi họ là những kẻ khủng bố. Lào không đề cập đến chuyến đi của đại sứ trên truyền thông nhà nước, cũng không ra thông báo về cuộc họp trên cương vị chủ tịch ASEAN. Bạo lực gia tăng trong những tháng gần đây khi quân đội của các nhóm sắc tộc thiểu số, chủ yếu ở miền Bắc Miến Điện, tăng cường nỗ lực để đẩy lùi chính quyền quân sự ra khỏi lãnh thổ của họ, chiếm giữ nhiều tiền đồn và thậm chí một thị trấn gần biên giới Trung Cộng. Trong khi các vị tướng bị cấm tham dự các cuộc họp cấp cao của ASEAN, khối duy trì liên hệ với chính quyền quân sự, đặc biệt là thông qua văn phòng của đặc sứ. Tiếp theo là tin về việc Ecuador tuyên chiến với các băng ma túy. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa nói rằng đất nước ông tuyên chiến với các băng ma túy, những kẻ bắt giữ bảo vệ nhà tù làm con tin giữa làn sóng bạo lực, trong đó có các tay súng đột nhập vào trường quay truyền hình đang phát sóng của một đài truyền hình và các vụ nổ ở nhiều thành phố. Ông Noboa vào hôm thứ Ba công bố 22 băng đảng là các tổ chức khủng bố, đưa các băng này trở thành mục tiêu quân sự. Tổng thống lên nắm quyền hồi tháng 11 cam kết giải quyết vấn đề an ninh do các băng ma túy vận chuyển cocaine ngang qua Ecuador. Phát biểu với đài phát thanh Canila vào hôm thứ Tư, ông Noboa nói rằng Ecuador tuyên chiến và không đầu hàng những tổ chức khủng bố này. Ông ước tính có khoảng 20.000 thành viên băng tội phạm đang hoạt động ở đất nước. Đường phố ở thủ đô Quito và thành phố cảng Guayaquil vào hôm thứ Tư yên tĩnh hơn bình thường, với nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoặc làm việc từ xa và các trường học đóng cửa. Vụ bắt giữ hơn 130 bảo vệ và nhân viên nhà tù làm con tin vốn bắt đầu vào sáng sớm thứ Hai, và cuộc trốn tù của ông Adolfo Macias, thủ lĩnh của bang Los Jornales vào cuối tuần qua, khiến ông Noboa công bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày. Ông sửa đổi sắc lệnh vào hôm thứ Ba sau một loạt các vụ nổ trên toàn quốc và vụ nhóm tay súng đột nhập đài truyền hình TC. Trong cuộc họp báo vào tối thứ Tư, chỉ huy lực lượng vũ trang Jaime Vela cho biết khoảng 329 người, chủ yếu là thành viên của các băng như Los Generos, Los Lobos và Los Tijuanas, bị bắt giữ kể từ khi tình trạng khẩn cấp bắt đầu. Bên cạnh đó là tin, chính phủ Hy Lạp sẽ sớm giới thiệu dự luật cho phép hôn nhân đồng tính. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết chính phủ trung hữu của Hy Lạp sẽ sớm giới thiệu dự luật cho phép hôn nhân đồng tính, bất chấp phản đối từ các nhà lập pháp và giáo hội chính thống giáo có ảnh hưởng lớn của đất nước. Nhưng ông nhấn mạnh dự luật sẽ không mở rộng quyền cha mẹ thông qua mang thai hộ cho các cặp đồng tính, một vấn đề gây chia rẽ xã hội Hy Lạp. Tuy nhiên, dự luật sẽ công nhận tình trạng của đứa con hiện hữu. Ông Mitsotakis nói rằng những gì chúng ta sẽ hợp pháp hóa là sự bình đẳng trong hôn nhân. Chúng ta sẽ loại bỏ bất kỳ sự phân biệt đối xử nào liên quan đến thiên hướng tình dục trong vấn đề quan hệ hôn nhân. Nhưng chúng ta không thay đổi luật về quyền làm cha mẹ thông qua sự hỗ trợ. Ý tưởng biến phụ nữ thành máy sinh con theo yêu cầu sẽ không xảy ra. Thủ tướng cho biết dự luật sẽ bảo vệ con cái hiện hữu của các cặp đồng tính, kể cả con nuôi hay nhờ mang thai hộ ở nước ngoài. Các cuộc khảo sát cho thấy người dân Hy Lạp chia rẽ về vấn đề hôn nhân đồng tính và phản đối mở rộng quyền cha mẹ cho các cặp đồng tính nam hoặc nữ. Nhiều nhà lập pháp từ cánh hữu của đảng Tân Dân Chủ phản đối sửa đổi luật hôn nhân và cha mẹ để bao gồm các cặp đồng tính. Ông Mitsotakis cho biết toàn bộ chi tiết của dự luật sẽ được trình bày trong những ngày tới. Cho phép hôn nhân đồng tính là hứa hẹn vận động tranh cử chính của ông Mitsotakis. Ông giành được nhiệm kỳ thứ nhì trong cuộc bầu cử năm ngoái. Hàng trăm ngàn giáo dân dự lễ Black Nazarene ở Philippines. Hàng trăm ngàn giáo dân đổ ra đường phố Manila vào hôm thứ Ba khi họ tham gia cuộc rước kiệu tôn vinh bức tượng Black Nazarene ở đất nước Công giáo lớn nhất Á Châu. Truyền thống tôn kính bức tượng Chúa Giêsu bằng gỗ màu đen trở lại sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid trong niềm hân hoan của giáo dân. Ông Jonathan Rancho, một giáo dân Công giáo địa phương cho biết năm nay vui hơn vì mọi người có thể thực hiện truyền thống có từ nhiều thế kỷ qua. Hàng ngàn cảnh sát được điều động để giữ gìn trật tự khi nhiều giáo dân tìm cách trèo lên xe chở bức tượng. Khoảng 80% trong dân số 110 triệu người ở Philippines là giáo dân Công giáo, di sản của hàng trăm năm là thuộc địa của Tây Ban Nha.
Bên cạnh đó là tin robot lắp ổ gà đầu tiên trên thế giới chuẩn bị hoạt động ở Anh Quốc. Ổ gà là mối đe dọa thường trực và thường tốn kém trên đường xá ở Anh, nhưng tình trạng này có thể sẽ sớm chấm dứt. Robot lắp ổ gà đầu tiên chuẩn bị hoạt động ở Hertfordshire trong vài tháng tới để thử công nghệ sửa chữa tự động của nó. Robot mang tên Hệ thống sửa chữa đường tự động Prevent, tên của nó là RS Prevent, sử dụng trí thông minh nhân tạo để tự động phát hiện, phân loại và lấp đầy vết nứt. Nếu thử nghiệm thành công, robot có thể phát hiện và sửa chữa những vết nứt trước khi chúng trở nên quá lớn, không thể sửa chữa nhanh được. Việc này sẽ giúp sửa chữa đường rẻ hơn, hiệu quả hơn và nhanh hơn so với công nhân sửa đường. RS Prevent là sản phẩm của sự hợp tác giữa công ty công nghệ Robotics 3D và các nhà nghiên cứu tại Đại học Liverpool, kết hợp với kỹ sư xa lộ Hội đồng Quận hạt Hertfordshire. Robotics 3D là đơn vị thuộc Đại học Liverpool, được thành lập với khoản đầu tư từ Quỹ đầu tư doanh nghiệp của trường. Bắt đầu phát triển từ năm 2020, robot hiện nay là xe sửa đường tự động duy nhất trên thế giới. Mặc dù robot mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm sơ bộ, nó sẽ được thử nghiệm trên đường thật trong năm nay. Robot sẽ được thả ra để tìm và sửa chữa hư hỏng trên một con đường ở Hertfordshire. Phát ngôn viên Hội đồng Quận hạt Hertfordshire cho biết, robot sẽ bổ sung cho nhóm nhân viên hiện tại của hội đồng. Mục đích là sử dụng robot cùng với nhóm nhân công chứ không phải để thay thế họ. Theo công ty Robotics 3D, mục tiêu là ngăn chặn ổ gà hình thành ngay từ đầu. Quý vị vừa xem xong phần tin quốc tế của chúng tôi. Đặc biệt nhân kỷ niệm 13 năm thành lập hệ thống Viettoday Media, đài truyền hình Viettoday sẽ có một chương trình promotion vô cùng hấp dẫn cho các cơ sở thương mại nào muốn quảng cáo thương vụ của mình trên đài truyền hình Viettoday mang tên Double Your Time. Xin liên lạc với các xứ ngôn viên của đài hoặc gọi cho tổng đài ở số 408-295-1111. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi Viettoday Home Shopping với các chương trình tặng quà và giảm giá đặc biệt cho tất cả các khách hàng order trong giờ live. Xin gọi 1-888-504-0888. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam cùng các bản tin chính như sau. Hà Nội yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam khỏi danh sách theo dõi về tự do tôn giáo. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép trong đồi Cù Đà Lạt trước ngày 25 tháng Giêng. Để kỷ niệm 13 năm phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại, hệ thống Viettoday Media, đài truyền hình Viettoday với một chương trình sale đặc biệt cho các cơ sở thương mại nào chưa có cơ hội quảng bá thương hiệu của mình trên đài truyền hình Viettoday đối với đồng hương Việt Nam toàn miền Bắc Cali. Xin liên lạc với các nhân viên sale của đài truyền hình Viettoday để biết thêm chi tiết về chương trình sale đặc biệt này. Quốc Bảo 408-888-4216, Kim Phượng 408-772-8775, Nam Minh 669-243-1320, Ngọc Thúy 408-888-2511, hay gọi tổng đài số 408-295-1111, 408-295-1111. Quý vị khán thính giả muốn xem chương trình truyền hình Việt Today và nhiều chương trình giải trí Việt ngữ khác với chất lượng HD hoàn toàn miễn phí, chỉ cần download app Việt Channels trên tất cả các thiết bị mà quý vị đang có. Mọi chi tiết xin liên lạc tổng đài 24/24 tại số 1877 tổng đài, tức là 1-877-866-4324 để được hướng dẫn, hoặc vào website vietchannels.com. Việt Channels, xem được mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Việt Channels mang niềm vui đến mọi nhà.